Hello everyone, welcome back to Hello How và Mix It Up. Các bạn có cảm thấy là Hào đang rất là tràn trề năng lượng đúng không ạ? Lý do là Hào rất là nóng lòng để mà có thể giới thiệu với tất cả các bạn một trong những cái cocktail mới mà Hào vừa nghĩ ra. Nó được mang tên là Basil Garden. Khi mà các bạn nghe cái tên là Basil Garden đó thì các bạn có thể tưởng tượng hoặc là liên tưởng đến một cái vị hay là một cái cocktail nó sẽ ra như thế nào hay không? Thì basil thì hiểu là lá quế, thì là lá quế là một trong những cái lá mà được sử dụng rất là phổ biến trong cái giới bartender hoặc là giới cocktail này để mà làm nên những cái cocktail mà nó có vị rất là thanh, nó có thể giải khát như là giải nhiệt. Và trong những cái ngày hè nóng bức này đó thì basil sẽ là một trong những cái chất liệu cũng như là một cái nguyên liệu rất là tốt để mà bartender chúng ta có thể tạo ra được những cái thức uống rất là ngon. Ngoài ra đó thì các bạn ở nhà các bạn có thể sử dụng basil để mà làm kết hợp với những cái loại liquor hoặc là những cái liqueur mình có. Nếu không thì các bạn cũng có thể làm với những cái non-alcoholic beverages, có nghĩa là những cái thức uống không có cồn, không có rượu trong này cũng rất là ngon. Sẽ không để cho các bạn chờ lâu, hay sẽ đi thẳng vào cái cocktail này. Chúng ta sẽ cần những gì và những nguyên liệu và cũng như cách làm nhé. Nếu như mà các bạn có theo dõi Hào từ những cái tập đầu tiên của Mix It Up á, thì Hào có làm một cái tập về gin và vodka. Thì gin là một trong những cái nguồn cảm hứng vô tận của các bartender làm ra những cái cocktail rất là ngon và đặc biệt. Vì sao? Vì trong gin là có một cái sự complex. Một lần nữa Hào sử dụng cái từ complex là rất là phức tạp. Nó có rất là nhiều chuyện để nói khi mà mình sip một cái sip gin hoặc là mình uống một cái gin cocktail. Cũng sẽ có rất là nhiều người họ sẽ không thích gin, nhưng mà đây là một trong những cái tài nghệ mà Hào có thể phải gọi là, nếu như mà chúng ta sành về rượu hoặc là chúng ta biết về những cái yếu tố của những cái liqueur khác nhau, làm sao mình có thể trộn lại và làm mất đi cái mùi gin. Mà khi cái người khách hàng của mình uống á, họ uống họ không biết đó là gin, thì đó mới là cái đặc biệt. Hôm nay thì chúng ta sẽ được làm quen với lại một cái liqueur mới được mang tên là Green Chartreuse, đọc là Green Chartreuse. Green Chartreuse là một trong những liqueur có mặt rất là lâu đời ở nước Pháp. Cái công thức đầu tiên để làm ra Green Chartreuse thì phải nhắc đến là nhà vua Henry thứ tư vào năm 1605, khi mà ông muốn sống một cái tuổi thọ thật là dài. Thì các bạn biết đó, nếu mình xem những cái phim Mỹ hoặc là những cái phim nước ngoài, thì những cái người mà đế chế ngày xưa họ lúc nào cũng muốn kéo dài tuổi thọ, và họ nghĩ rằng sẽ có một cái phương thuốc cũng như là một công thức nào đó để có thể họ sống lâu, sống mãi. Thì những cái nhà sư đó là tạo nên một cái thức uống cho nhà vua đó. Cho đến năm 1737, người ta đã dùng cái công thức đó và làm ra cái Green Chartreuse mà mình có đến tận ngày hôm nay 2020 các bạn. Và đây là một trong những loại liqueur mà sẽ không thể nào mà không có trong những cái bar, gọi là full bar trong những cái nhà hàng đó. Thì nếu mà nhà hàng hoặc là cái bar cocktail nào mà có full bar, có nghĩa là có đầy đủ hết tất cả các loại liqueur không thể cần thiết đó, thì Green Chartreuse sẽ là một trong những loại đó. Green Chartreuse là một trong những cái liqueur mà nó rất là ngọt, nhưng mà cái mùi của nó rất là hăng, và nó có 130 vị thảo mộc cũng như là những cái gì mà họ bỏ vào ở trong cái thành phần để làm nên cái bottle này. Thì ở trên mạng họ sẽ có liệt kê ra những cái thành phần chính, nhưng mà như Hào nói đấy, thì những cái liqueur đó thì họ sẽ chỉ nói cho các bạn những cái thành phần rất là chung chung thôi. Rồi cái thành phần chính để tạo nên cái mùi này như thế nào đó thì Hào sẽ luôn được giữ bí mật, nên mình sẽ không bao giờ biết được. Và Hào sẽ sử dụng lại Benedictine. Như ở tập trước Hào có giải thích về Benedictine rồi, nếu các bạn mà muốn tìm hiểu hoặc là xem lại thì các bạn xem lại nhé. Dĩ nhiên là gin sẽ là thành phần chính của chúng ta ngày hôm nay. Về phần citrus thì Hào sẽ sử dụng chanh này, và dĩ nhiên Basil Garden chúng ta sẽ không thể nào thiếu basil, đó chính là lá quế ha. Đây là một cocktail served up và shaken, nên chúng ta sẽ có shaker và martini shell nha các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào pha chế Basil Garden. Popularity, I'm still fucking boss, it's a burden. Everything I serve, it's like a verdict. Russian, Dutch, and German, flow that make you nervous. In that Tuesday,
bipolar. I thought I told ya, don't prep me or I'll roll ya. I won't be tolerating shit from nobody. But I am that bitch. I'm a that bitch. Yeah, I am that bitch. Yeah, you know I'm that bitch. I am that bitch. I'm a that bitch. Hey, you know I'm that bitch. Can't get off of this bitch. Yeah, I am that bitch. Yeah, you know I'm that bitch. Yeah, I am that bitch. Yeah, you know I'm that bitch. My sex appeal will knock you out. Mayweather 50 rounds and labels you cannot pronounce. Lay off Chate en France, Maryland without the bleach. And with the glasses on, I'm 20 out of 20. Please try not to cry on me. Now that all my dreams are manifesting, face is even bitchy when it resting. I could write a million songs in my zone, I do no wrong. Chilling at the crib, t-shirt with no panties on. I pop my shoulder, that picture gave exposure. Got bees like Oprah, my patience is bipolar. I thought I told ya, don't prep. Về phần garnish thì các bạn có thể sử dụng một cái ngọn của cái lá basil, hoặc là bạn có thể sử tìm một cái lá nào đó đẹp rồi mình chỉ để lên là nó sẽ đẹp thôi ha. Rồi cũng không quên là mình sẽ đập nó ra chút xíu để nó ra được cái mùi. Thả vào. Vậy là họ vừa làm xong basil garden. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thử nhé. Trước tiên là mình sẽ ngửi trước, lúc nào cũng vậy nha các bạn. Nhớ là khi mà mình uống hay là mình ăn cái gì mình phải ngửi trước. Khi mình để vào miệng mình coi là nó có thơm hay không, hay là cái mùi đó mình có thích để mà bỏ vào miệng mình hay không. Chứ đừng có mà cứ uống liền hay là ăn liền, là lúc đó là lỡ mà nhả ra không kịp là sẽ hối hận. Nhưng mà cái này chắc chắn phải ngon nên tại vì Hào làm mà. Chẳng thôi. Trước tiên là họ nghe cái mùi basil rất là nhiều. Thứ hai đó là họ nghe cái mùi của green juice đó. Các bạn biết thì green juice khi mà nó là cái vị của nó rất là hăng là thứ nhất. Thứ hai đó là cái vị của nó giống như là lá cây mà chiết xuất ra vậy đó, nên mà nó cộng hưởng với lại cái basil thế này rất là ngon. Wow, quá đã, nổi da gà các bạn ơi. Bây giờ sẽ phân tích cái cocktail này cho các bạn ha. Cái cocktail này lấy nguồn cảm hứng từ cocktail được mang tên là Last Word. Nếu như mà các bạn nào mà có những quán bar thì Last Word là một trong những cocktail mà rất là phổ biến, và sẽ một trong cái ngày gần đây họ sẽ làm cái Last Word này. Ví dụ như trong Last Word đó thì người ta sẽ sử dụng maraschino, losado, cherry liqueur, thì họ sẽ không có sử dụng cái đó mà họ sử dụng Benedictine, và còn giữ lại hai cái thành phần chính đó chính là green juice và gin. Ngoài ra thì họ sử dụng lemon là chanh vàng thay vì là sử dụng lime. Nhưng mà cái điều mà họ muốn đang nói ở đây là dành cho các bạn mà bartender mới vào nghề đó. Nếu như một ngày nào đó bạn đã học hết về những cái kiến thức cơ bản rồi mà bạn muốn tìm hiểu, tìm tòi làm sao để mình có thể làm những cái cocktail mà tự chính tay mình, tự đầu óc mình nghĩ ra làm đó, thì đây sẽ là một cái cách và cũng như là một trong những cái công thức là đơn giản cho các bạn. Họ nhớ ngày xưa khi mà Hào mới mà biết hết rồi, bây giờ mình muốn làm ra một cái cocktail mới mà mình, các bạn cứ biết đi, thì mình đâu có biết là những cái liqueur hay là những cái liquor nó taste như thế nào. Mình chỉ trộn đại thôi thì nó sẽ rất là thấy ghê. Nhưng mà nếu như mình dựa vào những cái cơ bản, những cái căn bản, mình thêm mắm, thêm muối, mình bỏ cái này bớt cái kia thì nó sẽ thành của mình. Và đó là một trong những cái bước đầu tiên để mà chúng ta có thể be creative, làm ra sáng tạo những cocktail. Rồi từ từ khi mà bạn quen dần, bạn biết được hết, bạn biết được nhiều những cái liqueur, những cái liquor nó làm, nó trộn với nhau, nó sẽ ra mùi như thế nào, thì khi đó bạn sẽ là pro. Ok, đơn giản như vậy thôi. Bây giờ mình sẽ thử lại một lần nữa. Các bạn thấy là cái màu rất là đẹp không ạ? Cái màu xanh của basil và cái màu xanh của green juice nó tạo nên cái màu như thế này. Nhìn là thấy là basil garden rồi phải không ạ? Nếu như mà bạn nào ở nhà đó bạn không có Benedictine thì bạn có thể thay bằng honey ha. Vậy là cocktail của ngày hôm nay đến đây cũng đã hết rồi. Hy vọng rằng các bạn đã học hỏi thêm được một chút xíu về green juice cũng như là ôm lại về Benedictine. Nếu như bạn nào chưa biết thì nhớ lại xem là những cái tập trước của Hào nhé. Hào cũng mong là đây là một trong những cái cách mà Hào có thể truyền đạt cũng như là giới thiệu với tất cả các bạn cách để mà chúng ta có thể làm nên cái creative cocktail của mình như thế nào, từng bước một, và mình sẽ thành công các bạn nhé. Hy vọng các bạn yêu thích
cái tập YouTube này. Nếu mà bạn yêu thích thì bạn đừng quên nhấn nút like và subscribe, và đừng quên là để lại những comment cho Hào. Comment. Các bạn nghĩ gì? Các bạn thử last word chưa? Các bạn có muốn thử cocktail Hào làm hay là không? Thì nhớ là để lại những comment. Sắp tới thì Hào sẽ có những cái dự án rất là vui mà hy vọng sớm Hào có thể chia sẻ với tất cả các bạn nhé. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo của Hello Hào. Bye bye.